Dạ thưa sư Hạnh Tuệ, con có một câu hỏi như vậy, mong sư được giải đáp. Theo bài giảng của sư ở đây thì việc cố gắng giữ giới sẽ cho mình các quả báo ở cõi người và trời. Mọi chuyện đều như ý nếu mình cố gắng giữ giới thật tốt. Mà sau khi con ở đời cố gắng giữ giới bố thí mà các việc xui xẻo cứ tới vậy sư, và bạn bè cấp trên còn không thích con vì việc con giữ giới nữa ạ. Con cảm ơn sư rất nhiều. Nếu quý vị có nghe sư giảng những ngày hôm nay thì sư nhớ là sư đã có nói rồi. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo mà là chưa tới lúc báo. Ngày hôm nay mình gieo cái quả cam ngọt mà chưa tới trưa mình phải ăn quả chua là do cái quả chua đó mình đã gieo hạt từ trước rồi. Còn cái quả ngọt mình phải chờ tới khi nó trổ mình mới ăn được. Ngày hôm nay mình gieo quả chua nhưng mà chưa mình ăn quả ngọt, do quả ngọt mình đã gieo từ trước. Và còn cái quả chua đó là vài tháng sau hoặc vài năm sau mình sẽ phải hưởng cái quả chua đó. Nghiệp cũng vậy thôi. Quý vị giữ giới thì nó cần có thời gian để nó trổ. Tại sao quý sư giữ giới cái quả nó trổ dễ hơn, có vẻ như là vạn sự như ý, nói hơi kỳ, giống như là vạn sự như ý hơn là Phật tử. Và sư để ý hình như cũng vậy đó. Các vị mà giữ giới thường là các vị đó mong muốn cái gì, các sư mà giữ giới thì thường các vị đó mong muốn cái gì nó rất dễ thành hiện thực. Còn Phật tử thì hiếm lắm. Tại sao vậy? Bởi nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là vị đó có phẩm vị của bậc xuất gia. Quý vị đừng có coi thường nha. Cái phẩm vị của bậc xuất gia là thuộc về Tam Bảo rồi. Vị đó là trở thành Tăng Bảo dự bị. Cho nên cái phẩm vị bậc xuất gia nó lớn dữ lắm. Cái thứ hai, giới tỳ kheo nó nhiều hơn quý vị rất nhiều. Cư sĩ giỏi 5 năm giới à, chưa tăng 227 giới. Giới nó nhiều hơn quý vị vô cùng nhiều. Tự nhiên là nó khác. Rồi cái thứ ba là chư thiên. Thì đương nhiên là họ ủng hộ các vị tu hành xong rồi thì mới tới những cái người mà không có cạo đầu. Tức là họ ủng hộ những việc không có tóc, xong rồi mới ủng hộ những việc có tóc. Cho nên là vì những lý... Rồi cái thứ tư nữa, nó hơi kỳ, tức là chư tăng á, là những người gần gũi chư thiên hơn quý vị. Tại sao? Chùa là nơi chư thiên có nhiều nhất. Và khi chư tăng làm phước, hồi hướng chư thiên nhiều nhất. Người ta nói ở đời là nhất cự ly mà nhì quan hệ. Thì chư tăng là vừa có cự ly, tức là ở ngay chùa, chư thiên kế bên. Quan hệ là sao? Làm phước liên tục, cứ sáng tụng kinh xong hồi hướng, rồi thuyết pháp xong hồi hướng, làm cái giống gì xong cũng hồi hướng hết. Thì đương nhiên là cái mối quan hệ của các sư và chư thiên nó gần hơn quý vị rất là nhiều. Cho nên nhất cự ly nhiều quan hệ, hạng nhất hạng nhì mới sư chiếm hết rồi. Thấy chưa? Thành ra là nếu mà quý vị muốn mà giữ giới thì đó, quý vị xem. Thành ra là chư tăng thì thuận lợi hơn quý vị rất là nhiều. Ha. Còn quý vị thì chịu khó, nếu không xuất gia được thì chịu khó chờ quả trổ. Chứ bây giờ nếu mà mình không làm thì quả nó cũng không có trổ. Thành ra phải làm thôi, phải giữ giới rồi từ từ á, khi quả nó trổ mình mới hưởng được quả ngọt.